Bộ chính trị cũng lo ngại ngành thể thao ăn không chừa thứ gì của vận động viên. Mới đây, bà Trương Thị Mai thường trực ban bí thư đã ký ban hành kết luận 70 của bộ chính trị về phát triển thể dục thể thao trong tình hình mới. Theo đó, ngoài yêu cầu minh bạch và thường xuyên thanh tra, việc thực hiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực thể dục thể thao, bộ chính trị yêu cầu các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực này. Và đây là hình kết luận mới của Bộ Chính trị về phát triển thể thao Việt Nam. Báo Tuổi Trẻ, ngày 15 tháng 2 đưa tin, kết luận mới của Bộ Chính trị về phát triển thể thao Việt Nam. Bản tin cho biết, Thường trực Ban Bí Thư Trương Thị Mai vừa ký kết luận 70 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong tình hình mới. Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu, cần tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đầu tư xây dựng cơ sở thể thao, tham gia tổ chức thi đấu, Đào tạo vận động viên. Công luận cho rằng, kết luận mới của bộ chính trị đưa ra nhằm thúc đẩy việc phát triển thể thao chuyên nghiệp tại Việt Nam, sau khi có những vụ việc vận động viên tố cáo bị ăn chặn tiền lương, tiền thưởng và tiền ăn. Truyền thông nhà nước Việt Nam gần đây cho biết, vào giữa tháng 1 năm 2024, vận động viên thể dục dụng cụ cô Phạm Như Phương đã quyết định giải nghệ. Đồng thời, cô tố cáo với báo chí rằng cô đã phải chia phần trăm tiền thưởng cho các huấn luyện viên phụ trách trực tiếp của cô ở bộ môn thể dục dụng cụ thuộc trung tâm huấn luyện thi đấu thể dục thể thao quốc gia. Theo báo Tiền Phong, vận động viên Phạm Như Phương đã cho báo chí biết, cứ mỗi tấm huy chương được tiền thưởng cho thành tích thì ngoài 10% tiền thuế thu nhập, cô phải nộp thêm 10% cho huấn luyện viên của mình. Vào tháng 10 năm 2023, truyền thông nhà nước đã có các bài viết cũng như các phóng sự tìm hiểu về thực trạng cuộc sống của các vận động viên đội tuyển bóng bàn trẻ Việt Nam. Theo đó, họ đã từng phải ăn những bữa ăn bị bớt xén về định lượng, không đảm bảo dinh dưỡng và chất lượng so với tiêu chuẩn theo quy định. Được biết, một số người liên quan đến việc quản lý bữa ăn cho các vận động viên sau đó đã bị cách chức. Và đây là hình vận động viên Phạm Như Phương người tố bị cắt tiền thưởng làm đình đám công luận. Theo quy định của chính phủ Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia được hưởng lương 505.000 đồng một ngày tập luyện. Thi đấu, huấn luyện viên trẻ quốc gia lương 375.000 đồng một ngày. Tuy nhiên, chính sách với huấn luyện viên, vận động viên còn hạn chế. Giáo dục thể chất trong trường học chưa đáp ứng yêu cầu về thể thao, mức lương cho vận động viên, huấn luyện viên còn thấp. Được biết, trước đây đã có báo cáo về sự việc vận động viên Phạm Như Phương tố cáo đã bị ăn chặn tiền thưởng. Và việc này liên quan đến nhiều người. Qua thống kê sợ bộ, có hơn 40 người có liên quan trong 3 năm, giai đoạn từ 2021 tới 2023. Vận động viên Phạm Như Phương có nhắc đến 4 huấn luyện viên đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia. Trong đó, có hai huấn luyện viên trực tiếp của Như Phương là ông Nguyễn Hà Thanh và bà Nguyễn Thùy Dương, thuộc đơn vị chủ quản là Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hà Nội thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Còn có việc huấn luyện viên Hà Thanh nhận đơn xin phép nghỉ của cô Phương, nhưng lại không báo cáo lên ban huấn luyện. Trong khi, huấn luyện viên Thủy Dương thì liên quan đến việc thu quỹ và ăn bớt tiền thưởng huy chương. Và đây là hình bộ trưởng công an đại tướng Tô Lâm. Huấn luyện viên còn lại là ông Trương Tuấn Hiền huấn luyện viên trưởng đội thể dục dụng cụ nam và bà Nguyễn Thị Thanh Thúy huấn luyện viên trưởng đội thể dục dụng cụ nữ. Đều thuộc đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia. Theo đó, hai huấn luyện viên này liên quan tới việc các vận động viên phải nộp tiền tức trích phần trăm tiền thưởng huy chương tiền thưởng nóng vào quỹ, do huấn luyện viên thu, vận động viên dù không tập vào ngày Chủ nhật, ngày lễ, nhưng vẫn được chấm công, nhận lương và 50% số tiền những ngày này vận động viên được nhận. Còn lại huấn luyện viên thu, ông Nông Đức Mạnh khi còn là Chủ tịch Quốc hội vào năm 1994 đã từng nói rằng tham nhũng là quốc nạn của Việt Nam. Cho đến nay, đã 30 năm qua, tham nhũng chỉ ngày càng trầm trọng thêm, chứ không hề suy giảm và còn lan rộng tới mọi lĩnh vực của đời sống người dân. Công luận thấy rằng, tham nhũng đã là một căn bệnh ung thư chờ chết và Việt Nam cần phải có những đột phá để thay đổi. Câu chuyện vừa kể đã khiến cho dư luận liên tưởng đến phát biểu của nguyên phó chủ tịch nước bà Nguyễn Thị Doan đã nói trước Quốc hội ngày 11 tháng 9 năm 2013 rằng, các quan chức bây giờ họ ăn không chừa thứ gì của dân. Các bạn vừa xem bản tin bộ chính trị cũng lo ngại ngành thể thao ăn không chừa thứ gì của vận động viên do biên tập viên Mỹ Linh của Thoi Bao .de trình bày. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin lần sau. Mỹ Linh, Thời Báo .de